Từ nhỏ, Tuấn đã quen nghe hàng xóm chọc ghẹo. Lạ nhỉ? Sao mày không giống tía chút nào hết vậy? Chắc má mày xin đâu đó về nuôi phải không? Mới đầu, anh cũng chẳng để tâm đến những lời bông đùa, cợt nhã, mà chắc mẩm là chẳng có thiện ý gì của thiên hạ. Nhưng càng lớn, thì Tuấn càng cảm thấy khó chịu khi nghe nói thế. Con người thật là độc ác và vô tâm. Họ bất cần để ý đến cảm xúc của người khác. Nói ngay, sau này chẳng ai dám nói năng kiểu chọc ngoáy như thế nữa, vì anh đã lớn. Nói năng bậy bạ, anh không biết đục lại cho phù mỏ sao? Nhưng đôi khi anh cũng có nghĩ, phải sao thì thiên hạ mới thắc mắc chứ? Vì nếu cắt cớ để hai người đứng cạnh nhau, thì sự tương phản rõ ràng đến nỗi khó tin rằng họ là cha con máu mủ. Ông Sáu Lực tướng tá gầy gò, da ngâm, diện mạo khắc khổ. Dường như cái sự lao tâm lao lực ấy, nó hiện rõ trên khuôn mặt khó đăm đăm, luôn thiếu vắng nụ cười. Còn Tuấn thì ngược lại, càng trưởng thành thì anh càng rõ ra là một chàng trai cao to, trắng trẻo, diện mạo thanh tú, khôi ngô. Nhưng dễ nhận ra nhất là đôi mắt sáng cương nghị và vòng chân mày rậm rất khác biệt với hai con mắt hẹp một mí buồn bã của ông Sáu. Tuấn cũng biết cha nghe thấy hết lời gièm pha của mọi người, nhưng ông im lặng, không để lộ cảm xúc tức giận hay đau khổ gì. Suốt 20 năm, một mình ông lủi thủi làm lụng để nuôi anh lớn tới chừng này mà không cố quen thêm ai, thì cái chuyện giống hay không giống thật ra có quan trọng gì? Hồi Sáu Lực còn thanh niên, tuy nghèo nàn xí trai, nhưng cũng có cái tiệm sửa xe máy nho nhỏ đầu làng, tiền bạc rủng rỉnh hơn đám con trai khác trong cái ấp bồ xéo hẻo lánh này. Bởi thế, lúc Sáu Lực cùng mẹ đem trầu cau tới nhà xin hỏi cưới Dung, thì sau khi suy nghĩ 30 giây cho có lệ, cô gật đầu một cái rụp. Vợ Sáu Lực là một cô gái mặt mũi xinh tươi, làn da mịn màng với thân hình múp míp gợi cảm ở xóm trên. Chẳng phải cô yêu thích gì anh thợ sửa xe đen nhẽm, mà là cô khoái ngồi sau chiếc su xì bo cho anh chở đi hóng gió mỗi chiều. Dù chiếc xe cà tàng chẳng sang trọng gì, nhưng trong cái làng nghèo sơ sát này thì nó xịn sò nhất hạng. Chỉ có mình cô mới được ưu tiên ngồi vênh váo sau chiếc xế. Nhưng Sáu Lực đã phạm phải một sai lầm quá lớn khi chọn vợ. Người ta nói lấy vợ xem tông, mà anh lại chỉ chăm chăm ngó mông xem ngực. Cô vợ thừa mứa sinh lực sớm bộc lộ tính cách lẳng lơ, phóng túng, khiến anh đau tim, lo rầu muốn chết. Cứ lâu lâu, 5 ngày 3 bữa, thì vợ Sáu Lực bỏ nhà đi lang bang đâu đó ít ngày. Lúc về tới nhà thì mặt mũi phởn phơ, không chút áy náy. Mới đầu, Sáu Lực còn nổi giận cành hông, làm trận làm thượng, tra gạn cô vợ ham chơi, đã đi đâu, làm gì, ở chỗ nào. Nhưng mọi lời hạch hỏi đều như gió vô nhà trống, chẳng có chút ép phê nào. Nhiều lúc nghe chồng hạch sách gắt quá, Dung chỉ tỉnh bơ đáp lại: anh có làm được tích sự gì đâu mà ở nhà, đàn ông gì yếu xìu như gà nuốt dây thun. Nghe vợ chê bai thẳng mặt một cách tàn nhẫn như vậy, Sáu Lực nổi khùng: yếu hả? Vô đây. Anh ta hùng hổ nắm tay lôi cô vợ đang nhơn nhơn cái bản mặt ra điều thách thức vô buồn. Những lúc như vậy, Dung chỉ ngoan ngoãn nằm ngửa thụ động, mặc cho Sáu Lực loay hoay trầy trật trên tấm thân phỏng phao hấp dẫn chết người của mình.
Nhưng chưa đầy 3 phút sau, đã nghe cô tru tréo ra chiều đắc thắng, nhưng cũng đầy tiếc rẻ. Thấy chưa, không gà chết thì là cái gì, mà ngay có con gà cũng còn được 5 phút. Những lần như vậy, Sáu Lực mơ hồ nhận ra vợ mình là hạng người gì, đã làm gì trong những lần lang thang chốn giang hồ hiểm ác. Có lần Dung ngang nhiên bỏ nhà đi chơi hơn 10 ngày mới mò về. Thôi rồi, nguyên nhân là do mình yếu nhớt, bất lực mà ra, trong khi con vợ lại là thứ đàn bà có nhu cầu bất tận. Và anh thấy chán chường, tuyệt vọng, không để đâu cho hết. Nói hoài như đàn khảy tai trâu, nên Sáu Lực đành nhắm mắt làm lơ, không thèm để ý tới nữa. Cho đến một ngày đẹp trời, thì Dung đứng trước mặt chồng nhăn nhó báo tin có bầu. Sáu Lực mừng rỡ, thiếu điều nhảy cẩn lên vì vui sướng. Biết đâu có con rồi thì sẽ níu giữ được cái chân đi của con vợ, bỏ luôn cái thói ra đường lang chạ thì tốt quá. Lúc vợ đẻ, Sáu Lực ẵm em bé trên tay mà không tin vào mắt mình. Trời mẹ ơi, sao thằng cu con trắng trẻo, khấu khỉnh thế này? Chắc nó giống mẹ nên hoàn toàn là một bé trai bảnh tỏn, chứ không đen thùi lùi xấu hoắc như anh thì chỉ khổ thúi đời thôi. Đúng là được trời Phật thánh thần phù hộ. Sáu Lực cưng con còn hơn cả vợ, trong khi Dung biểu hiện là một người mẹ vô tâm, thờ ơ với con mình một cách kỳ quặc. Mới đầy tháng, chưa hoàn toàn cứng cáp, đã thản nhiên bỏ đi chơi, chẳng ngó ngàng gì tới con. Mới được vài tháng, thằng bé đã phải dứt sữa, khóc đòi mẹ ngằn ngặt suốt đêm ngày. Sáu Lực buộc lòng phải tự mình chăm con, thay tã, tắm rửa và pha sữa cho con bú. Lúc đầu anh cũng chật vật khốn khổ lắm, nhưng rồi cũng quen dần. Dù bực bội nhưng anh không hề phàn nàn, chỉ thương thằng nhỏ vô phước còn đỏ hỏn mà gặp phải người mẹ vô trách nhiệm, lăn loàn trắc nết. Thằng bé chưa thôi nôi thì Dung cuốn gói xách đít bỏ nhà đi mất. Lần này thì đi hẳn không trở về lần nào nữa, mặc xác cha con Sáu Lực ở lại không chút động lòng. Nghe nói cô theo một thằng dân chơi ma cô ma cạo nào đó ở trên tỉnh. Sáu Lực vật vã một thời gian khá dài, dù biết vợ mình chỉ là một con đàn bà hư hỏng, nhưng từ lâu anh đã ngầm chấp nhận sự thật phũ phàng. Dù vợ chẳng tha thiết mặn nồng và coi thường mình, nhưng thỉnh thoảng có nàng bên cạnh cũng còn hơn không. Anh không sao quên được cái mùi hăng hắc quyến rũ và tấm thân mở màn, êm ái, quen thuộc của vợ. Điều đó làm Sáu Lực cảm thấy thật khó khăn, khốn đốn. Đâu đã hết, những cái miệng thối tha ác độc của thiên hạ từ đầu làng cuối xóm đã không cảm thông được với nỗi đau của cha con anh thì chớ, lại cứ ra rả suốt ngày dèm pha, rêu rao chuyện Sáu Lực bị vợ bỏ. Hình như làm vậy họ mới thấy vui vẻ, thỏa mãn trên nỗi đau của người khác thì phải. Mà cũng từ đó anh cảm thấy ghét cay ghét đắng con người. Hơn cả năm trời, Sáu Lực mới tạm bình phục vết thương lòng. Dù sao cũng còn thằng bé con là niềm an ủi duy nhất còn lại của đời anh. Thế mà thấm thoát đã hơn 20 năm, ông Sáu Lực dồn tất cả tình thương vào đứa con thiếu hơi ấm của mẹ. Tuấn rất ngoan và hiếu thảo, ngoài thời gian đi học thì nó chỉ quanh quẩn bên cha, phụ giúp ông mọi việc trong nhà. Nhìn thằng nhóc mới vài tuổi mà na cái chổi quét sân cao hơn cái đầu, chưa đầy 8 tuổi đã biết lăn xăng lặt rau, vo gạo, nấu cơm,
Nó ngồi kế bên cha, xem sửa xe, đưa giùm chiếc cờ lê, mỏ lết, mà miệng thì bi bô thắc mắc đủ thứ chuyện trên đời. Nhìn thằng nhóc siêng năng dễ bảo, ông càng thương con đứt ruột. 14 tuổi thì Tuấn đã sửa thành thạo mọi loại xe máy. Mà xem ra thằng nhỏ còn sáng dạ, mau chóng giỏi nghề hơn cả ông. Khi cậu bé lên trung học phổ thông thì cái tiệm sửa xe anh Tuấn đã phát triển thành một cửa hiệu thay sửa bán phụ tùng xe máy lớn nhất cả xã. Đám con gái vậy thì ở địa phương bị vẻ điển trai của Tuấn thu hút, rủ nhau lui tới dập dìu. Nhưng thật lạ, cậu trai không giống cha ở bất cứ điểm nào về ngoại hình, nhưng lại y hệt Sáu Lực ở cái nết lạnh lùng, xa cách với nữ giới. Nghe người ta nói xấu mẹ, Tuấn giận dữ về nói với ông Sáu: "Tía à, con ghét mẹ lắm." "Đừng nói vậy chứ con." "Con vẫn ghét mẹ, mẹ xấu lắm, phải không tía?" "Mà cũng phải thôi. Từ bé, cậu đã nghe hàng xóm chê bai, sỉ vả mẹ nó là thứ đàn bà lang tâm trắc nết, bỏ chồng theo trai, nỡ bỏ con khi còn đang đỏ hỏn. Cho nên cũng như cha, Tuấn đâm ghét mọi loại đàn bà ở trên đời này." Ông Sáu nghe con bày tỏ cũng chỉ biết ngậm ngùi, im lặng. Thật ra có một điều mà cậu giấu kín trong lòng, không bao giờ hỏi tía. Mọi người thường xì xào bàn tán, thằng Tuấn không phải con ruột của Sáu Lực. Dĩ nhiên họ chỉ nói sau lưng, nhưng cậu nghe mà thấy điên tiết. Năm 14 tuổi, chỉ duy nhất một lần, bà Năm Thóc ở gần nhà kêu cậu lại hỏi nhỏ ra cái điều bí mật lắm: "Mày bảnh như vậy chắc chắn không phải con Sáu Lực." Lúc ấy Tuấn đang cầm cái mỏ lết, cậu bé thiếu điều lồng lên, hét lớn: "Bà có muốn tôi đập nát cái miệng thúi không vậy? Tôi thấy miệng bà giống cái mõm chó lắm đó." Thấy thằng nhỏ dữ tợn, bà vội vã thối lui, nhưng cũng không quên lắp bắp phân bua: "Không phải thì thôi, mày làm gì ghê vậy? Con nít mà hổn như quỷ." Từ đó chẳng ai dám ho he bép xép những điều thị phi vô ý thức kiểu đó trước mặt cậu nữa. Đôi lúc cậu bé cũng trăn trở về những điều đồn thổi, nhưng rồi cậu lại thấy tía Sáu Lực yêu thương mình như vậy thì chỉ là do người đời ác miệng mà thôi. Cha không băn khoăn thì thôi, chứ sao cậu còn phải nghĩ. Tuấn học rất giỏi. Khi vào được đại học, cậu thủ thỉ nói với cha: "Con sẽ học ngành cơ khí. Khi nào tốt nghiệp, con sẽ về đây gây dựng thành một công ty xe máy thiệt là bự. Nhà mình phải thiệt giàu, tía ha." Sáu Lực cười xòa: "Ráng lên con. Mày học tới đâu á thì tía sẽ lo cho tới đó. Yên tâm đi hen." Nhưng tình yêu là một thứ quy luật sinh tồn không thể thiếu của loài người. Mấy năm lên Sài Gòn ăn học đã làm thay đổi ít nhiều nhãn quan của cậu trai, lòng đầy oán hận mẹ. Lúc sắp ra trường thì Tuấn cũng gặp được người trong mộng. Đó là Tâm. Cô sinh viên năm đầu mới nhập học đã bị vẻ điển trai của chàng sinh viên năm cuối hạ gục. Còn Tuấn thì quen Tâm qua những lần tiếp xúc trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa ở trường. Vẻ nhu mì đầm thắm của cô đã mau chóng thu hút chàng trai khó tính. Thật ra cũng dễ hiểu, sự thiếu vắng tình thương của mẹ từ bé đã hình thành nỗi khát khao hơi ấm phụ nữ đang bị đè nén, chôn giấu trong tiềm thức. Sự dịu dàng nữ tính của Tâm đã chinh phục anh hoàn toàn. Ngày cuối năm, Tuấn năn nỉ ông Sáu Lực lên Sài Gòn tham dự lễ tốt nghiệp. Anh biết
đó là niềm hãnh diện, cũng như sự mong mỏi bao lâu nay của cha. Anh muốn chia sẻ niềm vui và hạnh phúc về thành quả đạt được với ông. Nhân tiện cũng giới thiệu bạn gái cho cha biết mặt. Khi dắt Tâm tới ra mắt, cô gái e thẹn cúi chào. Dạ, con là Tâm. Chào bác ạ. Sáu Lực nhìn nhỏ bạn của con mà thấy ưng cái bụng. Nhỏ này mặt mũi hiền lành, phúc hậu, ngực bưởi đít lòng bàn, mắng đẻ lắm đây. Ông cười toe toét. Chào con gái. Rồi quay sang ghé vào tai Tuấn, ông thì thầm. Được đó con, mày khéo chọn lắm. Đã lâu chưa bao giờ thấy cha vui như vậy. Anh nhe răng cười, cũng thì thào đáp lại. Tía thấy ok là con yên tâm rồi. Sau lễ phát bằng, Tuấn bắt cha mặc lễ phục tốt nghiệp của anh để cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm. Ông Sáu cười ha ha, gương mặt rạng rỡ, vui sướng vì thằng con giỏi giang nhất làng nhất xóm. Về dưới quê, có con nhà nào mà hơn nổi nó. Phen này nỡ mày nỡ mặt cả họ, chứ bộ vẫn chơi sao. Sáu Lực hào hứng nói với con trai. Tía muốn bây giờ cả nhà mình đi nhà hàng ăn mừng cái vụ con trở thành ông cử. Kêu con dâu tương lai của tía đi nữa. Thôi tía, tốn tiền lắm. Về nhà mình làm tiệc cho đỡ hao xu. Hey, tao có tiền. Khi dễ tía hả bay? Từ nhỏ tới lớn tao chưa được ăn nhà hàng ở Sài Gòn lần nào. Mình nghèo lâu rồi, giờ xài sang một bữa cũng chẳng có nghèo thêm mà lo. Nghe ông già cương quyết như thế nên Tuấn đành phải phục tùng. Ba cha con đi ăn tiệc liên hoan mà vui như Tết. Chưa khi nào ông Sáu thấy vui vẻ hạnh phúc đến vậy. Hôm trước ngày quay về quê, Tâm hỏi anh: Anh định khi nào trở lên thành phố tìm việc làm, với lại gặp em? Lên đây để gặp em thôi, chứ không có xin việc. Chuyện nhà làm còn hỏng hết, xin chỗ khác làm gì? Ủa, vậy anh không định xin cơ lập nghiệp ở Sài Gòn hả? Không, anh sẽ phát triển công việc dưới quê. Ở trên này, đất chật người đông, ngột ngạt lắm. Chịu theo anh về dưới không? Cái này em phải hỏi ý ba má. Vậy em cứ hỏi đi. Khi nào ba má chịu, thì anh xin tía đem trầu cau lên hỏi cưới em liền. Nghe câu trả lời lấp lửng của người yêu, Tuấn cũng thấy hơi lo lắng. Không biết nàng có chịu theo anh không nhỉ? Con gái trên này dễ gì chấp nhận bỏ phố về quê. Nhưng anh thì cũng không thể để cha lại sống thui thủi một mình. Thôi, để trời tính. Cầu trời khấn Phật phù hộ độ trì thôi. Tuần trước bà Dung, vợ cũ Sáu Lực, có về xóm trên. Nghe thiên hạ nói thằng Tuấn lúc này học hành giỏi giang, đỗ đạt thành người trí thức. Mọi người đồn ông Sáu cùng với thằng con đang mở rộng cái tiệm sửa xe ra hết khuôn viên, khoảnh sân trước nhà, thành công ty kinh doanh xe máy khá hoành tráng. Chà, như vậy lúc này cha con nó khá quá nhỉ? Nhưng mà tiền ở đâu ra vậy ta? Bà chợt thấy lòng tham rộn lên cuồn cuộn. Nhớ lại chuyện cũ, cái thời nhan sắc còn rạng rỡ, mình bỏ cha con nó, giờ quay về kiếm chát, không biết ổng có chịu nhìn mặt mình không nữa. Hồi xưa Sáu Lực mê mình tới lú ruột lú gan, giờ mà về gặp lại, không khéo thằng chả mừng hết lớn. Mà thằng Tuấn đâu phải con của chả. Còn cái con khỉ mốc nhảy nhảy trật vuột như gà thì làm gì có cửa mà đòi lòi ra con nít.
Sao ở đời có thằng ngu thế không biết. Nuôi con tu hú mà cứ tưởng con mình. Người ngợm xấu như ma mà dám nhận vơ con của đại gia thành phố. Mà không hiểu ổng có biết không ta, hay là biết rồi nhưng vẫn cứ ngậm bồ hòn làm ngọt. Mà đúng vậy, Tuấn là con của một đại gia trên thành phố. Bà nhớ lại câu chuyện 22 năm trước. Cái thuở Dung còn là một thiếu phụ mới lấy chồng. Thú thiệt là nàng mau chóng thất vọng vì sáu lực quá tệ, không đáp ứng nổi 1/10 cái nhu cầu luôn rừng rực bốc cháy trong người nàng. Số phận Dung rủi sao mà trong lần la cà với đám gái hư trong xóm, nàng gặp được Baro là một tên ma cà bông dụ khị, rồi cặp luôn với hắn. Đúng là trời sinh một cặp. Tên này có ngón nghề làm tình thô bạo dã man và dai dẳng. Chỉ có gã mới khiến nàng rên xiết thỏa mãn đến cùng cực. Mới đầu là cặp chơi, mỗi lần lên cơn thèm khát thì Dung chủ động trốn chồng đi kiếm hắn. Chưa bao giờ Baro làm nàng thất vọng. Mà ngày xưa thế nào thì cho đến bây giờ vẫn vậy. Nhưng rồi trong một lần ngủ với nhau, vì cần tiền xài, Baro tỉ tê dụ Dung đi với khách sộp. Hắn bán Dung cho một tay chơi thành phố. Khi đó ông Hoàng là thiếu gia Sài Gòn điển trai, có nhà riêng ở tỉnh dùng để du hí. Nghe Baro giới thiệu có một thiếu phụ nhan sắc hương đồng cỏ nội với tuyệt kỹ làm tình có 102, vì ham vui nên Hoàng đồng ý lưu nàng lại chung sống 10 ngày để hưởng cho hết cái lạc thú đồng quê. Chỉ một lần đó, suốt chục ngày ngập chìm trong nhục dục, dù không thể so sánh với Baro nhưng Hoàng cũng đã khiến Dung chết lên chết xuống vùng cực lạc không biết bao nhiêu lần. Còn anh thì phải thú nhận rằng người đàn bà trẻ hiếm có này vô cùng dâm dục. Sau 10 ngày hoang lạc vô độ, Dung về nhà với thân thể rã rời, kiệt sức, phải nghỉ ngơi suốt mấy tuần lễ mới hồi phục. Được trả một mớ tiền, Baro cũng bị tích luôn cả tháng sau đó. Nghe nói hắn đi đâu gầy sòng đánh bạc cho đến khi cháy túi mới quay về. Nửa tháng sau ngày rời khỏi cuộc vui với Hoàng thì Dung tắc kinh. Lúc đó nàng nghĩ chắc mẩm thôi rồi, cả chục ngày qua đã khiến mình dính chấu. Mà cũng không thể khác được, trong khi hành sự, một chàng trai chuẩn soái ca như Hoàng đã khiến Dung mê mẩn như lên hẳn 9 tầng mây khói. Nàng nhớ trong cơn lạc thú đã từng rên rỉ: em rụng trứng tới mấy lần rồi anh ơi. Hoàng cũng đùa cợt phụ họa theo: có bị nhiều thì rụng cho hết đi cưng. Lúc sinh xong, nhìn con thì Dung điếng người vì nó không khác Hoàng một nét nào hết. Thôi chết, rồi sáu lực sẽ nghĩ gì? Nhưng đúng thật là đù, có lẽ anh ta chẳng nghĩ gì hết. Có thể vì nàng đẹp mà, thằng bé nếu giống mẹ thì cũng đâu có gì quá đáng. Hơn nữa, đến lúc trưởng thành thì mới nhận ra nét khác biệt nếu có. Từ đó đến nay chưa lần nào Dung gặp lại Hoàng, nhưng nàng tự biết mình làm sao có cửa để mà dám mon men tìm kiếm. Anh ta chỉ coi mình là gái làm tiền thôi. Nhưng anh ấy có bao giờ nghĩ rằng mình cũng còn có một đứa con rơi? Từ ngày bỏ nhà theo Baro lên tỉnh, Dung không bao giờ dám quay lại nhìn con. Theo đuổi thú vui xác thịt đến độ mù quáng, cuộc sống bấp bênh kéo dài
đã khiến thân xác mau chóng tàn tạ. Thỉnh thoảng, vì kẹt tiền, Baru sẵn sàng bán vợ hờ cho bất cứ ai trả tiền thỏa đáng. Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn. Bây giờ, bà đã trở thành một phụ nữ luống tuổi, bệ rạc, hết giá trị sử dụng từ lâu. Nhưng khốn nổi, cái gì cũng hết. Nhưng lòng tham và sự ngu muội thì vẫn còn nguyên. Lần này bà định về quê, quấy nhiễu cuộc sống yên lành của hai cha con Sáu Lực. Và bà suy tính rất nhiều về cái ý tưởng bất chính đó. Cửa hàng xe máy anh Tuấn ngày càng phát đạt. Tuấn thuyết phục được cha bỏ hết vốn ra để kinh doanh. Sáu Lực giờ chỉ làm ông chủ và dạy đám thợ mới học nghề sửa xe. Công việc không còn cực nhọc, vất vả, nhưng cũng lu bu bận rộn suốt ngày. Những khi rảnh rỗi, ông đứng chắp tay sau đít nhìn thằng con cưng tất bật điều hành công việc mà cảm thấy vui vẻ hài lòng. Địa phương này đã có cửa hàng cung cấp mọi dịch vụ sửa chữa và phụ tùng cần thiết của xe máy. Không ai còn phải cất công lên tỉnh như xưa. Một hôm, sau mấy tháng ăn nên làm ra, Sáu Lực đề nghị với con trai. Giỏi lắm con. Tía đang nghĩ đến chuyện mở thêm cửa hàng thứ hai ở xã kế bên trong thời gian tới. Dạ, con cũng tính vậy. Nhưng tía đợi con cân nhắc kỹ về địa điểm và nhân sự rồi hãy làm. Ừ thì con nói phải. Hay là lo chuyện cưới vợ cho mày trước. Con Tâm có gọi nói gì chưa? Dạ chưa tía. Để từ từ con tính. Nhưng lúc ấy có một nhân viên chạy vào gặp Tuấn. Anh ơi, có một bác gái muốn gặp anh, nói chuyện gì đó. Cả hai cha con ngạc nhiên hỏi. Ủa, ai vậy? Dạ con đâu có biết, bà ấy đang đứng đợi ngoài cửa. Tuấn quay sang nói với cha. Thôi tía để con ra xem. Nhìn người phụ nữ luống tuổi, trang điểm son phấn diêm dúa đứng ngay cửa, anh lấy làm lạ vì không hề quen biết. Chào bác, cần gì ạ? Người đàn bà nở nụ cười tươi rói, đon đả hỏi lại. Ôi, con là Tuấn đó hả? Dạ phải. Trời ơi, con bảnh quá. Vừa nhìn thấy chàng trai, bà Dung nhận ra ngay khuôn mặt đó là của Hoàng. Thằng con mình đích thị là con của Hoàng. Hai cha con giống nhau như đúc, không sai một nét. Bà xăm xăm bước tới gần, định nắm tay Tuấn. Nhưng ngay lúc ấy thì Sáu Lực bước nhanh tới, chắn ngang trước mặt. Ông quay lại nói với con trai. Vô trong coi thợ làm xe đi con, để tía tiếp khách cho. Dạ. Tuấn gật đầu chào rồi quay vào trong. Ông Sáu nói gằn giọng. Bà theo tôi ra ngoài rồi nói. Bà Dung vùng vằng nói lại. Em muốn gặp con mà, em nhớ nó. Ngậm bớt cái miệng lại, tôi nói ra ngoài. Vừa nói, ông vừa nắm chặt cánh tay bà vợ cũ, lôi ra trước cửa. Miễn cưỡng đi theo, bà làm mặt đau khổ hỏi. Anh không nhận ra em hả? Dung đi mà. Chính vì nhận ra bà nên tôi mới đuổi. Bà còn làm bộ không hiểu hả? Bất ngờ, bà nói một câu mà ngay chính ông Sáu cũng thấy ngượng miệng giùm. Em xin lỗi, nhưng em nhớ con. Anh hết thương em rồi sao? Ông bật cười ha hả. Thôi đi bà nội, bà ra ngoài cho thằng khác chơi mấy chục năm nay, nắc ngứu hết nước hết cái rồi. Giờ về đây biểu tôi thương, là thương cái ôn dịch gì hả trời? Bà có thúi thì cũng chừa cho người khác thúi phụ với chứ. Làm ơn biến đi giùm tôi cái. Bà bước vô chỉ làm bẩn nhà tôi thôi. Đúng là mặt dày, không biết nhục.
Từ trong nhà ngó ra sân, chỉ nghe loáng thoáng. Nhưng nhìn cử chỉ đối đáp của hai người, Tuấn lờ mờ đoán ra người đàn bà diêm dúa đó chính là mẹ mình. Tự nhiên trong lòng nổi lên cơn giận dữ và căm ghét, không sao nhịn nổi. Tuấn bước xăm xăm ra sân, đến đứng trước mặt bà mẹ mất nết. Anh nhìn cha nói nhỏ: "Con xin lỗi tía, có phải bà này là mẹ của con không?" Sáu Lực nhăn nhó đáp: "Phải rồi, bà đó. Mày thích thì cứ nhận mẹ đi." Nói xong, ông quay lưng bỏ vô nhà một nước. Bà Dung nhìn con trai cười cầu tài: "Mẹ đấy con. Ôi, con của mẹ đẹp trai quá. Chứ ai như ba mày, xấu quắc hà." Nhưng Tuấn quát lên một tiếng lớn, khiến mọi người trong nhà ai cũng giật mình: "Bà câm đi." "Trời ơi, con nói lớn quá làm mẹ hết hồn nè." Anh nhìn bà lạ lùng, thật không thể hiểu được sao người đàn bà này lại có thể trân tráo, vô liêm sỉ đến thế. Chàng nén giận nói: "Bây giờ tôi nói rõ, ở đây không ai nhận bà là vợ hay mẹ gì hết. Quên chuyện đó đi. Giờ tôi hỏi thật, mục đích tới đây là để làm gì? Đừng diễn trò nữa, bà muốn cái gì? Nói nhanh đi rồi biến." Tới đây thì người đàn bà đổi sắc mặt. Bà cười nhạt: "Thôi vậy cũng được. Để mẹ nói luôn cho nhanh. Có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, con không có phải là con ruột của Sáu Lực." Nói ra điều bí mật đó xong, bà đứng yên quan sát sắc mặt của Tuấn, xem có phải mình vừa tung ra một quả bom hay không. Nhưng lạ thay, Tuấn vẫn không đổi sắc. Anh lạnh lùng hỏi: "Rồi sao? Còn điều thứ hai?" Đến phiên người đàn bà tráo trở kinh ngạc: "Ủa, con biết rồi hả? Thế bà nghĩ sao? Sống với tía mà bà lan chạ như một con điếm, thì chuyện tôi là con ai có cần đặt ra hay không? Nhưng yên tâm đi, tôi vẫn mãi mãi là con của Sáu Lực. Bà hiểu chưa?" Giờ thì bà Dung như bị á khẩu, không biết nói gì nữa. Nãy giờ ông Sáu đứng ngay cửa theo dõi câu chuyện. Nghe con trai nói thế, ông quay mặt vô trong lau nước mắt. Mọi người trong nhà tò mò nhìn ra cám cảnh. Họ đã hiểu hết biến cố từng xảy ra với gia đình ông chủ, thật là đau đớn. Tuấn bình thản hỏi tiếp: "Còn điều thứ hai, bà nói nhanh đi. Cha con tôi còn nhiều việc phải làm lắm, không có rảnh hơi đi phá hoại gia can của người khác như bà." Bà Dung tự nhiên thấy xấu hổ. Cái xấu hổ vì bị lật tẩy, hết sức phũ phàng, chứ không phải vì lòng ân hận. Giờ thì hết cách rồi. Thôi thì kiếm chác được chút nào hay chút nấy. Bà nói lý nhí trong miệng: "Con cho mẹ xin ít tiền, mẹ khổ quá à." Nhưng Tuấn nói lớn một cách tàn nhẫn: "Cần tiền thì nói ngay từ đầu, chứ dở đủ trò như nãy giờ để làm gì? Bà tới đây thì tôi hiểu được mục đích chính của bà chỉ là tiền thôi. Thật là tồi tệ." Anh móc trong ví ra một xấp tiền và đưa cho người mẹ đáng khinh. Dù trong lòng rất đau, nhưng chàng cũng cứng rắn phát biểu lần cuối: "Nghĩ tình, tôi thay mặt tía cho bà 10 triệu. Bằng tiền lương tháng tôi trả cho nhân viên học việc ở đây. Nhớ là đừng quay lại nữa, nếu không muốn mang nhục." Nói xong, anh quay vô nhà, thấy ông Sáu đứng ngay đó nghe chuyện. Anh quàng vai cha nói nhỏ: "Thôi vô tía, sắp hết giờ làm rồi. Tối nay cha con mình đi nhậu ở ngoài hen." Tuấn biết ông Sáu đang buồn nên mới rủ rê như thế, vì ngay chính anh cũng chẳng vui vẻ gì. Bà mẹ mất nết
đã phá hỏng không khí vui vẻ của hai cha con chiều nay. Nhưng câu chuyện không dừng ở đó. Lúc bà Dung mới tới, còn đang đứng đợi ngoài cửa, thấy Tuấn bên trong cửa hàng, bà đã lén lút dùng điện thoại quay lại một đoạn clip khá rõ nét. Coi như kế hoạch A thọc gãy bánh xe đã thất bại. Bà nghĩ bụng, ngay ngày mai sẽ thực hiện tiếp kế hoạch B dự phòng. Biết đâu sẽ kiếm được chút cháo. Ít ra khi quay về gặp Baro, bà sẽ vên cái mặt cho thằng chồng ăn bám, biết mình mấy ngày nay tích cực kiếm tiền giỏi đến thế nào. Trước đó thì bà Dung đã nhờ người dò la xem nơi ở của Hoàng hiện nay. Mà theo bà phán đoán, thiếu gia nhà giàu năm xưa chắc chắn nay đã trở thành một đại gia tầm cỡ. Mà đúng là thế thật. Ông Hoàng bây giờ đã là chủ tịch của một tập đoàn khá danh tiếng. Sáng hôm sau, bà Dung khăn gói lên thẳng thành phố. Nhưng xui cho bà, bảo vệ nói ông Hoàng bận đi công tác nước ngoài, mấy ngày mới về. Đành phải ăn dầm nằm về trong phòng trọ suốt 5 hôm mới đón được người cũ vào một chiều mưa ảm đạm. Đứng trước cửa văn phòng, bà tha thiết nói với bảo vệ nhờ chuyển lời xin gặp ông Trần Minh Hoàng, chủ tịch công ty. Bảo vệ hỏi, xin bà cho biết tên, gặp ông chủ tịch về vấn đề gì? Bà có danh thiếp không? Bà Dung thực tình lúng túng, không biết phải giới thiệu mình ra sao, nên ráng năn nỉ. Chị tên Dung, không có danh thiếp, cứ cho chị gặp thì ông chủ tịch sẽ nhận ra thôi. Thưa bà, không được đâu ạ. Ông chủ không tùy tiện gặp ai mà không có hẹn trước. Giữa lúc đang thất vọng thì ông Hoàng từ trong nhà lững thững bước ra. Bảo vệ chạy lại, khúm núm, nói có người muốn gặp. Đứng ngoài sân, bà Dung nhận ngay ra người cũ. Hơn 20 năm rồi mà ông chẳng thay đổi mấy. Đương nhiên cũng có già đi, nhưng đồng thời cũng phong độ và chững chạc hơn nhiều. Bà liều lĩnh bước tới, lên tiếng. Anh Hoàng ơi, em Dung nè. Ông nhíu mày suy nghĩ vì không nhận ra người quen. Chị là ai vậy? Dạ, em Dung ở 10 ngày trong căn nhà riêng ở tỉnh của anh cách đây hơn 20 năm. Anh nhớ không? Ông cười nhếch mép, nói bằng cái giọng dửng dưng. Ôi trời, hầm mấy năm rồi thì ông nội ai mà nhớ. Nhưng chị cần gì? Xin anh cho em gặp riêng 10 phút để trình bày, chứ đứng đây nói không tiện. Thôi được rồi, theo tôi vào đây. Mừng húm như bắt được vàng, bà Dung vội vã lết thết theo ông vô nhà. Ngồi trong phòng riêng của ông, bà mô tả tỉ mỉ về cuộc mây mưa kéo dài 10 ngày giữa hai người vào 22 năm trước. Đến lúc đó thì ông mới sực nhớ ra. Ui mẹ ơi, tôi nhớ rồi. Đó là cuộc mây mưa vô tiền khoáng hậu. Dạ dạ, đó đó. Anh nhớ ra rồi, làm em mừng quá à. À, mà sao lúc này bệ rạc quá vậy? Hồi đó điện nước dư giả, ngon cơm lắm mà. Bây giờ bèo nhèo quá. Dạ. Nghe hỏi, bà Dung thấy quê độ, nhưng thiệt tình cũng chẳng biết phải trả lời sao. Ông lại thắc mắc. Bộ hồi đó tôi quên trả tiền hay gì mà bây giờ muốn gặp? Ôi trời, dạ đâu có. Em chỉ muốn tới đây để nói với anh một chuyện khác rất quan trọng. Chuyện gì? Dạ, sau cái lần 10 ngày đó em có bầu. Đến nay thằng bé đã được 22 tuổi rồi. Bà nội ơi, nếu tất cả đàn bà mà tôi chơi đều đến đây bắt nhận con thì chắc tôi có tới một binh đoàn lận đó nha. Rồi ông nghiêm mặt.
Thôi chị dìa đi, đừng có tới đây nói năng bậy bạ, coi chừng công an bắt ráng chịu á. Nè, cầm đỡ đi xe. Vừa nói, ông vừa móc túi quần thảy lên bàn mấy tờ giấy 500, rồi đứng lên định bước ra cửa. Nhưng bà Dung đã nhanh chân chìa cái phone ra trước mặt ông. Cứ coi hình con của anh đi, còn nhận hay không thì tùy anh. Ông hơi bực bội, nhưng cũng tò mò dừng lại. Cái con mẹ này ghê thiệt, nói có sách mách có chứng rõ ràng ha. Muốn tống tiền đây mà. Kệ, coi nó định giở trò gì. Nếu cần thì kêu bảo vệ nắm đầu giao cho công an cũng không muộn. Ông chăm chú xem đoạn clip. Chà, cái cửa tiệm này coi cũng bự ha. Nhưng khi nhìn thấy Tuấn từ trong bước ra thì ông tròn mắt kinh ngạc. Ôi trời, cái thằng nhóc này y hệt ông 22 năm trước. Ông Hoàng xem tới xem lui một lúc rồi cũng tỏ ra hoang mang. Ông hỏi, thằng bé tên gì? Bà Dung thở phào, vậy là cá đã cắn câu. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ. Bà khoan khoái trả lời, dạ tên Tuấn anh à. Thế nó hiện ở với ai? Dạ với ba nó. Trời đất, ba nào nữa? Tức là chồng cũ của em đấy ạ. À, tụi em ly dị rồi. Nó sống có tốt không? Học hành tới đâu? Dạ con nó tốt nghiệp đại học. Cái cửa hiệu này là của thằng nhỏ đó. Thế thằng bé có biết thân phận của mình không? Dạ biết chứ. Nó thừa hiểu người nó đang gọi bằng tía, không phải là cha ruột. Ừ, được lắm. Cô cho tôi địa chỉ đi, để tôi tìm hiểu thêm. Dạ. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Dạ, em cung cấp thông tin thì anh phải trả lại em cái gì cho đáng một chút chứ. Giờ thì ông hiểu rồi. Cái loại đàn bà này chỉ muốn tiền. Ông nghiêm giọng hỏi, bao nhiêu? Dạ 100 triệu. Ông nhíu mày. Chà, cũng biết đòi nhỉ. 50 triệu. Chịu thì lấy, không thì thôi. Dạ số tiền đó với anh thì có đáng gì? Thôi về đi, tôi mệt lắm, không nghe nữa. À, dạ dạ thôi được, 50 cũng được ạ. À, thế thì ghi lại địa chỉ thằng nhỏ và số tài khoản của cô. Xác minh xong, tôi sẽ chuyển tiền cho. Ngần ngừ một chút, rồi bà đành thở dài đồng ý. Mẹ, tưởng sao, thằng này giàu mà kỹ thiệt. Chắc nó không quỵt đâu nhỉ. Nhưng mà mình cũng đâu có làm gì hơn được. Bà ghi địa chỉ và số tài khoản lên tờ lịch, rồi cáo từ ra về. Khi ra tới cửa, bà quay lại ấp úng hỏi, khi nào anh mới chuyển tiền cho em? Chắc ăn thì 1 tuần, mà đừng có tới nữa nha, tôi không có thích đâu. Dạ, tuần sau mà không thấy tiền là em tới đó. Nói xong cô hâm dọa vô nghĩa, bà lết thết ra về. Ông Hoàng nhìn theo ngán ngẩm. Ông lẩm bẩm, loại đàn bà thấy gớm. Vậy mà sao hồi đó mình chơi nhỉ? Đúng là bậy bạ quá đi. 1 tuần sau, có người khách đi xe SH tới tiệm. Một hai đòi gặp Tuấn. Anh đang làm sổ sách nhưng cũng bước ra. Đó là một người đàn ông trung niên, ăn mặc khá sang trọng, đang nhìn anh chăm chú. Dạ quý khách cần gì ạ? Tôi đang chạy mà hư tháng sau, với lại cái bóng đèn pha bị đứt. Cậu sửa được không? Dạ được chứ. Chú ngồi ghế đợi một chút nha, con kêu thợ làm nhanh cho chú đi. Nhưng chợt Tuấn thấy có cảm giác là lạ. Ông khách nhìn rất quen,
nhưng anh biết chưa gặp mặt bao giờ. Ông làm một cử chỉ thân thiện rồi hỏi: cậu có thể ngồi nói chuyện với tôi một chút không? Có chuyện gì không thưa chú? Ừ, cũng có. Tôi muốn uống cà phê với cậu. Ông móc từ trong túi ra một tấm danh thiếp đưa Tuấn. Anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng liếc xem thông tin trên đó. Trần Minh Hoàng, chủ tịch tập đoàn Hoàng Minh. Anh lễ phép cúi chào. Dạ, cháu hân hạnh được biết chú ạ. Dù vậy, anh cũng thấy hơi khó hiểu. Chủ tịch tập đoàn sao lại đi xe máy? Mà lại xuống tận vùng quê khỉ ho cò gáy này làm gì? Tự nhiên, Tuấn linh cảm thấy có điều kỳ lạ. Anh quyết định nói: nếu chú muốn trao đổi gì thì mời sang quán cà phê bên kia đường, ngồi đợi sửa xe luôn. Ừ, đồng ý. Nếu vậy, cháu nói thợ vô dầu mỡ bảo dưỡng toàn bộ cái xe. Chú nói thiệt, cái xe đó là của nhân viên chú, làm cẩn thận giùm nha. Dạ, chú yên tâm. Khi qua quán cà phê, ông ngần ngừ không biết mở lời thế nào cho phải. Thấy vậy, Tuấn đành phải hỏi: chú muốn nói gì với con? Có phải cháu tên Tuấn, mẹ tên Dung, còn ba tên Lực, đúng không? Anh bắt đầu thấy ngờ ngợ nên gật đầu. Dạ phải. Chú nói điều này có hơi đường đột, nhưng thật sự kể từ bây giờ, chú không biết nên xưng là chú hay ba. Dù nãy giờ đã hơi nghi ngờ, vì rõ ràng ông khách này và anh quá giống nhau. Lúc nãy có một nhân viên trong tiệm nhận xét như vậy mà anh nghe lõm được. Cũng may hôm nay tía Sáu Lực đi Sài Gòn lấy hàng nên không có nhà. Nhưng anh cũng không nén được thảng thốt: chú dựa vào đâu mà nói vậy? Chính vì chỉ mới dựa vào diện mạo nên chú mới đề nghị cuộc nói chuyện này. Vì đôi khi người giống người cũng là chuyện thường, phải không cháu? Dạ phải. Chúng ta đều là đàn ông nên muốn gì chú cứ hỏi thẳng. Trước khi đưa ra giải pháp, cho chú hỏi mấy vấn đề. Cháu có muốn nhận cha ruột của mình không? Và cháu tính sao khi biết điều đó? Trả lời đi, rồi chú đề nghị giải pháp. Tuấn trầm ngâm mất một lúc và anh đáp chậm rãi: con xin trả lời làm hai vế thật ngắn gọn. Thứ nhất, ai mà không muốn biết cha ruột của mình? Con cũng vậy. Thứ hai, dù có nhận nhau là cha con vẫn không muốn thay đổi hiện trạng như bây giờ, vì con rất yêu quý và kính trọng tía Sáu Lực. Mẹ đã làm tía đau khổ nhiều. Dù biết con không phải máu mủ, nhưng ông lờ đi điều đó và vẫn chăm bẵm nuôi dạy con hơn 20 năm nay. Với con, không có ai vĩ đại hơn tía, nên con nghĩ rằng tía không đáng phải chịu đau khổ thêm nữa. Ông Hoàng nắm lấy bàn tay của đứa con thất lạc, nói hết sức chân thành: chú rất trân trọng ý muốn của con. Con chứng tỏ mình là một chàng trai trưởng thành, chính trực và hết sức bản lĩnh. Cho chú xưng ba, mặc dù cũng còn cần một bước nữa để xác nhận điều đó. Ba rất biết ơn anh Sáu Lực đã nuôi dạy con nên người như thế này. Ba chỉ mong được một ngày quỳ gối cảm ơn tía Sáu Lực của con. Dạ, con cũng hy vọng con là con của ba. Nhưng ý ba nói bước thứ hai là làm xét nghiệm ADN phải không ạ? Chính xác con trai, để chúng ta không phải băn khoăn về bất cứ sự nhầm lẫn nào nữa.
Ông đứng dậy, ôm vai chàng trai và bất chợt rứt một nắm tóc của anh. Tuấn mỉm cười. Đúng hay sai, cũng chờ Hạ Hồi phân giải. Nhưng dù sao, có một ông già phong độ và hiểu biết thế này cũng khiến anh thấy hãnh diện và hạnh phúc. Một tuần sau, đang ngồi nói chuyện với Tía Sáu Lực thì điện thoại của Tuấn rung lên hai lần báo tin nhắn. Mở ra xem thì anh choáng váng vì số tiền 5 tỷ đồng vừa được chuyển vào tài khoản mang tên người gửi là Trần Minh Hoàng. Tin nhắn thứ hai dài ngoằng như một lá thư, nội dung như sau: Con trai của ba, khi con nhận được mấy thứ này cũng có nghĩa là vụ xét nghiệm ADN đã xác nhận ba con mình có cùng chung huyết thống. Trước mắt, ba chuyển cho con số tiền đó là để khuếch trương công việc làm ăn của con. Con muốn cho anh Sáu Lực biết cũng được, mà không cũng chẳng sao. Ba hứa sẽ không làm điều gì để gây tổn thương cho tía của con. Ngoài ra, ba muốn nói thêm về mẹ Dung. Thật ra cũng nhờ bà ấy mà chúng ta mới được gặp gỡ. Đừng quá khắt khe với mẹ con nhé. Dù bà có gây nên tội lỗi gì thì con vẫn mãi là núm ruột của bà ấy. Hôm nào ba sẽ thu xếp thời gian để mời hai tía con đi ăn mừng. Con có thể giới thiệu ba là người góp vốn hay tài trợ gì cũng được. Hãy giữ gìn sức khỏe con nhé. Hẹn gặp lại con sớm. Ba của con, Trần Minh Hoàng. Một năm sau, Tuấn nhờ tía Sáu Lực lên Sài Gòn hỏi cưới Tâm. Trong một năm mà anh đạt được tới mấy điều ước nguyện. Đó là nhận ba ruột, cưới vợ, và tất cả đều họp mặt trong một cái đám cưới hết sức lung linh, hoành tráng. Dù gì, Tuấn cũng đã trở thành một thiếu gia tầm cỡ, nhưng anh ngoan và đàng hoàng hơn ba ruột rất nhiều lần. Sáu Lực dù rất vui, nhưng đôi lúc cũng thấy buồn. Vì đêm hôm khuya khoắt, không có đàn bà nào bên cạnh. Mà đàn ông không có đàn bà thì như cây khô thiếu nước, luôn héo úa ủ ê. Tuấn cũng rất nhức đầu, nhưng vẫn chưa tìm ra giải pháp nào khả thi để giúp tía.